Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Tôi không Vlog đây. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn hai cái app mới mà mình đã tải về khá là hữu ích. Có tiến đồ sang online và máy bán siêu mà. Đầu tiên thì chúng ta hãy thử vào đồ sang online trước nhé. Để xem cái app này nó thực sự giúp chúng ta đổ sang được trong cái mua mà giá xăng tăng giá hay không. Bắt đầu. Cái xăng nghĩa tình. Bây giờ mình mới vào thì nó hỏi là đủ bao nhiêu đây? Đủ bao nhiêu các bạn nhỉ? 10.000. Đủ có 10.000. Có tiếng gì nhỉ? Đủ có 10.000. À, có một cô gái nó đã đủ có 10.000. Và cái chủ Simpson này đã đủ. Đủ có 10.000. Vậy tôi thử 20 phải không? Đủ có 20. Ba chục. Đủ con ba chục. Đủ con ba chục à? Năm chục. Đủ con năm chục. Ôi, đủ năm chục này. Thử phun bình à? Đủ phun bình à? Đầy bình. Ừ, kiểu gì? Mình đổ phun nó có tiếng gì bạn các bạn ạ? À? Đổ phun nó sốc, sốc phải sao mà nó kiểu ngó tiếng đi. Đầy bình. Rắn hồn. Mà là con chồng má nha. Nha. Mình đủ đầy bình thế là nó cái này nó hiệu ứng nó kêu như thế. Đầy bình. Đầy bình. Ô là trời ơi, con gái nhà ai mà xinh vậy nè. Tập biểu nó phun hết đi. Vai thật. Đủ đầy bình. Khén. Đầy bình. Chú bạn nào kiểu hả? Bởi vì bố mình đang ngủ ở trong phòng nên mình phải bật giọng nó tiếng lại, mình phải quấy nhau nha. Sau lúc đó thì mình sẽ thử chơi một con game chỗ hay coi. Cổ con hai chục. Ok. Xong nha. Game thứ nhất đã xong, bây giờ mình sẽ đến game thứ hai. Là máy này siêu mà. Cũng không phải cái game mà nó là cái app. Đây thôi, đây là máy này. À, điều hòa đây đây. Tương tác. 16 độ. À, bật lên nhỉ. Ui. Mạt cực các bạn ạ, siêu mạt luôn. Tắt. Rất là mạt. 17 độ, 18 độ, 19, 20. À ok. Không thể tắt được nữa các bạn ạ. Chỉ còn để tương lai độ. Mình sẽ tầm khoảng 27 độ chứ mạt thôi. Rồi thì điện thoại mình khá mạt các bạn ạ. Mình còn có thể cảm thấy được cái một cái luồng hơi mạt nó tỏa ra từ từ kiểu điện thoại của mình. Mình đang dùng cái app này trên điện thoại của mình, mình đã cảm thấy khá là mạt. Điện thoại mình khá là mạt. Bây giờ thì không có gì để nói nữa. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ sau khi xem video của mình. Chào.